bạn khôn lường, vừa đấm vừa xoa lại còn dùng chiêu mỹ nam kế. Tệ hại là mình là trúng kế rồi, không thể để lời nói ngọt ngào này đánh bại được. Ngày mai mình sẽ trả quà. Tí Sam Sam, mày phải bình tĩnh. Nếu như cứ đem quà trả lại cho chủ tịch như vậy, mình có thất lễ quá không ta? Quà tặng rồi như chén nước đã đổ đi, làm sao mà trả lại? Chủ tịch có giận mình không ta? Cùng lắm là ngày nào mình cũng làm thêm giờ thôi, như vậy là được rồi chứ gì. Mấy chữ cái này chữ nào mình cũng biết, nhưng đứng cạnh nhau thì ý nghĩa là gì vậy? Là tiếng Pháp sao? Số trời đã định mình phải trả lại quà cho chủ tịch sao? Không được, chỉ đơn giản tặng quà cho người ta thì làm sao gọi là yêu chứ. Mình phải ghi lại mấy chữ này, ngày mai hỏi Linda mới được. Sam Sam, cô đến tìm chủ tịch ăn cơm hả? Không phải, không phải. Tôi đến tìm cô để hỏi chút gì. Tìm tôi sao? Chuyện là bạn tôi ở nước ngoài về tặng cho tôi một món quà, nhưng trên đó viết gì tôi cũng không hiểu. Vì vậy tôi muốn nhờ cô dịch giùm tôi. À, thì ra là nhãn hiệu mỹ phẩm này, hồi tôi ở Mỹ cũng đã từng dùng, trong nước không có bán đâu. Quả như là hàng cao cấp. Nếu nói đây là chủ tịch tặng, nhất định mọi người sẽ đồn ầm lên. Đúng vậy, đúng vậy. Bạn của tôi thật tuyệt vời, ra nước ngoài còn mua quà tặng cho tôi nữa đó. Trong này viết, đây là Sam Sam à? Chữ viết trên này là tiếng Pháp. Tiếng Pháp của chủ tịch rất tốt. Tiếng Sam Sam, tôi tuyển thư ký là để làm việc cho công ty. Vào trong ăn cơm. Ăn cơm chùa thì phải quét lá đa, xài đồ chùa thì phải làm quần quật. Mình vừa ăn vừa xài mà không làm gì hết, có vẻ như rất là vô ơn. Tin tôi đi mà, trong nước không có đâu. Nhãn hiệu này rất là nổi tiếng đó. Nhưng mà nếu không từ chối bây giờ thì tương lai vẫn phải tiếp tục ăn, nó không chừng phải tiếp tục nhận. Cứ lặp lại như vậy, chẳng phải mình tự nhân viên lựa thức ăn biến thành nô lệ của chủ tịch sao? Không được, thà là kẻ tiểu nhân cũng quyết không làm nô lệ. Đầu tiên là vấn đề nhân cách, nhưng sau đó là vấn đề cả cuộc đời mình. Không hiểu sao không tra từ điển. Cô đem đến công ty không thấy mất mặt sao, lại còn hỏi người khác nữa. Không hiểu tiếng Pháp là rất xấu hổ sao? Quên tra từ điển là mất mặt hả? Tôi chỉ là một nhân viên tại vụ nhỏ bé. Làm ơn đi chủ tịch, đừng lấy những tiêu chuẩn cao siêu áp đặt lên tôi có được không? Với lại mất mặt cũng là tôi mất mặt, liên quan gì đến anh? Lại đây. Trước tiên đây là serum làm mềm da, thu hẹp lỗ chân lông. Thứ hai là thành phần. Thứ ba là được chiết xuất từ trà xanh. Thứ tư là glycerol. Và cuối cùng là những thành phần thiên nhiên. Cô hiểu chưa? Hả? Tôi thật không hiểu nổi tại sao bộ phận nhân sự tuyển cô vào đây nữa. Phải đó, phải đó. Anh cứ tiếp tục sỉ nhục năng lực của tôi đi, chứng tỏ tôi chỉ có thể làm công việc lựa thức ăn thôi. Tại
sao mình lại cảm thấy dáng vẻ cúi đầu viết chữ của chủ tịch lúc này thật là dễ thương. Rõ ràng là anh ấy đang bực mình mà. Không được, không được, không được. Nhất định là mình bị mê hoặc rồi. Sao lại có cảm giác sai trái này chứ? Xong rồi đó. Giờ sao ta? Ăn cơm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.